có nghĩa là 6 giờ chiều giờ của Việt Nam, cũng là 1 giờ trưa giờ của châu Âu. Và đặc biệt cái giờ mà chúng ta bận tâm nhất đó là 2 giờ giờ của Ukraine. Trước khi đến những bản tin sôi động, hấp dẫn, nóng bỏng, thì Trung Nguyên hỏi một câu quen thuộc trong diễn đàn mà lúc nào cũng phải hỏi, đó là vấn đề kỹ thuật nha. Nếu các quý vị nào nghe được âm thanh tốt, hình ảnh được rõ, gửi cho Nguyên một cái tín hiệu nho nhỏ để Nguyên biết là mọi sự việc được ok mà Nguyên không cần bận tâm và Nguyên có thể đi đến những bản tin sôi động mà các quý vị đang mong đợi. Rất ok hả? Nhiều chữ số 1 hả? Vậy là tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta là bữa thứ tư, ngày 17 thay tháng 4 năm 2024. Đầu chương trình thì Trung Nguyên chúc cho các quý vị lúc nào sức khỏe cũng luôn dồi dào và nhiều sự may mắn và hạnh phúc sẽ đến cho các quý vị. Lời chúc đã xong, Trung Nguyên mạn phép đi vào bản tin. Đầu tiên nhất thì Trung Nguyên lấy cái tựa đề đi để chúng ta hiểu được rõ được cái sự khác biệt giữa Nga và Ukraine nó lớn cỡ nào. Và sự khác biệt đây không phải là khác biệt về khí tài quân sự, mà khác biệt giữa con người với con người các quý vị. Cái hành động nó khác biệt một trời một vực. Ngày hôm nay thì Nga đã tấn công vào một cái thành phố tên là Chernihiv của Ukraine. Ukraine thì tấn công vào căn cứ không quân của Nga ở tại đảo Crimea. Hai bên đều tấn công nhưng sự khác biệt nó nằm ở chỗ này. Nga tấn công vào thành phố Chernihiv, một sự tấn công quy mô cực kỳ là lớn, có thể nói người ta nói là nhân gấp 3 lần, để cho các quý vị hiểu là cái sự tấn công của Nga lớn như cỡ nào. Và khi sự tấn công lớn, khi tình trạng của Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không, nên cái thiệt hại về tính mạng của con người nó khá nhiều. Hiện bây giờ là con số khoảng ít nhất, mình kêu là ít nhất, là trên 12 người đã thiệt mạng, 60 người đã bị thương. Con số này có thể còn tăng. Hiện bây giờ thì ở tại Ukraine, người ta đang bơi những đống đổ nát, những chung cư đã bị hỏa tiễn, máy bay không người lái của Nga đã tấn công và đang giải cứu. Và 60 người đang bị thương, hiện bây giờ có nhiều người đang tình trạng khẩn cấp. Ít nhất là 12 người đã thiệt mạng và 60 người đã bị thương qua cái cuộc tấn công tàn bạo của Nga ngày hôm nay. Đây là những gì Nga làm. Nga tấn công vào Ukraine không có mục tiêu chính đáng. Nga đang, mục đích của Nga là tạo ra cái khủng hoảng và cái sợ hãi cho người dân. Nga không cần thiết phải nhắm vào căn cứ quân sự hay là những cái nơi hành chính của chính phủ. Chỗ nào Nga bắn được thì Nga cứ bắn. Và Nga cứ tiếp tục làm như vậy đã 2 năm vừa qua. Và cứ mỗi ngày như vậy thì ít nhất là 10 người, 15 người dân thường phải thiệt mạng với bom đạn của Nga. Khi lúc đó, ngày hôm nay, Ukraine tấn công vào chỗ nào? Ngay trang căn cứ không quân ở tại đảo Crimea. Các quý vị thấy sự khác biệt nó rất là lớn. Một cái nơi họ tấn công, họ nhắm đúng vào mục tiêu của kẻ địch. Một cái nơi họ biết không có dân thường. Một cái nơi là trụ sở quân sự để ngăn chặn kẻ địch. Còn Nga thì hoàn toàn không khác biệt gì hành động của khủng bố. Vì Nga biết rằng là tấn công vào những nơi trụ sở sẽ có những hệ thống phòng không tốt đang bảo vệ. Thành công của Nga nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Nên mà Nga đã chọn biện pháp nó dễ dàng hơn. Nga chọn biện pháp đối đầu dễ dàng hơn, tìm chỗ nào dân đông đông dân nhất, nơi nào dân có nhiều nhất để tạo ra cái sợ hãi và cái ác mộng cho người dân Ukraine. Đó là khác biệt. Hai bên đều tấn công hết. Nhưng một bên thì nhắm vào đúng trụ sở, ngay trong quân sự. Còn một bên thì tấn công vào người dân thường. Và 2 năm vừa qua thì Nga vẫn tiếp tục có những cái hành động tàn bạo như vậy. Đúng không? Tấn công bên nào cũng có tấn công, bên nào cũng có vũ khí. Nhưng cái hành động nó hoàn toàn khác. Khi lúc đó Nga có đủ khả năng làm những chuyện, nhưng Nga không. Vì Nga muốn gieo cái sợ hãi cho người dân và cho người dân Ukraine không còn sức chiến đấu. Và Nga nghĩ rằng cái hành động của Nga sẽ dẫn đến người dân Ukraine phải đầu hàng. Nhưng mà sai. Nguyên nói sai. Thù hận nó sẽ chồng với thù hận.
thù hận nó sẽ dẫn đến sự mù quáng và điên cuồng. Cô chú và anh chị em, và Tổng thống Zelensky ngày hôm nay đã lên án các hành động tàn bạo của Nga và kêu gọi sự giúp đỡ của đồng minh và nói rằng là chúng tôi đang cần hệ thống phòng không. Chúng tôi cần rất là nhiều hệ thống phòng không để bảo vệ. Hiện bây giờ chúng tôi đã thiếu hỏa tiễn phòng không. Chúng tôi thiếu mọi mặt. Mong các quý vị hãy nhanh tay nhanh chân. Cái hành động giúp đỡ hệ thống phòng không là các quý vị đang cứu tính mạng người dân thường của chúng tôi. Tôi kêu gọi thêm một lần nữa, hãy giúp đỡ chúng tôi giống như các quý vị giúp đỡ ở tại Do Thái vừa qua. Hãy giúp đỡ chúng tôi bầu trời được bảo vệ giống như các quý vị đã bảo vệ bầu trời của Do Thái. Chúng tôi cũng xứng đáng được sự bảo vệ đó. Đây là lời kêu gọi tha thiết của Tổng thống Zelensky, và ông ta đã nêu tả lên cái tình trạng vừa qua mà Do Thái đã thành công ngăn chặn được cuộc tấn công của Iran. Và nhờ đâu là nhờ sự giúp đỡ của ba quốc gia chính trong nguyên nêu lại, Mỹ, Anh Quốc và Pháp. Và Tổng thống Zelensky ông ta cũng muốn sự giúp đỡ đó. Nhưng mà các quý vị biết, nó không đơn giản. Nó không đơn giản. Thứ nhất là viện địa lý quá lớn, Ukraine quá lớn. Và thứ hai là NATO thực tế chưa muốn giao tranh trực tiếp với Nga. Nên cái lý do đó nó vẫn dẫn đến là NATO chưa có bảo vệ được bầu trời của Ukraine được. Và cái điều này thì đây là cái điều mong đợi của Tổng thống Zelensky, đang sự mong đợi, chờ đợi cái sự giúp đỡ đến từ NATO bảo vệ bầu trời phụ mình. Đó là bản tin để chúng ta thấy rõ được là sự khác biệt rất là lớn giữa Nga và Ukraine trong cái cuộc tấn công nó như thế nào. Và bây giờ, Trung Nguyên chia sẻ một bản tin khá là chấn động ngày hôm nay, người ta chia sẻ rất là nhiều. Và mỗi người chia sẻ có thêm một cái quan điểm khác nhau với những cái tựa đề trực tiếp rất là nặng. Và Nguyên không thèm chia sẻ cái bản tin đó, và Nguyên không lấy nó làm cái tựa mới đúng hơn. Đó là vai trò của Trung Quốc trong cái cuộc đàm phán hòa bình sắp tới đây sẽ diễn biến ra ở tại Thụy Sĩ vào ngày 15, ngày 16 tây tháng 6. Các quý vị ha, chính xác là như vậy. Và Trung Quốc sẽ có cái vai trò gì? Và ngày hôm nay người ta giật tích sau đây. Nhiều người nói rằng là Zelensky nói là Trung Quốc sẽ có thể đem lại hòa bình cho Ukraine. À, nhiều người giật tích là như vậy đó. À, Trung Quốc đã nghe lời Đức, bởi vì ông Olaf đã trực tiếp bay đến Peking và đã gặp Tập Cận Bình. Và đã có sự cuộc nói chuyện về liên quan đến tình hình, đặc biệt là cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, cả luôn cuộc chiến tranh tình hình nóng ở tại Trung Đông và nhiều vấn đề khác. Thì nói rằng là Trung Quốc bây giờ sẽ gánh vác một vai trò và áp lực với Nga. Nguyên nói rằng những cái bản tin như vậy, những cái tựa đề như vậy nó quá ngây thơ. Nó quá ngây thơ luôn. Nó ngây thơ đến mức độ mà thứ nhất là họ dịch cái bản tin không đúng, chính xác. Thứ hai, họ thêm mắm, thêm muối vào. Và bản tin nó không đúng sau sự thật. Tin Trung Quốc là heo nái nó cũng leo cây. Và bản tin cho Nguyên mạng phép chia sẻ lại bằng nguyên văn từ chính xác để cho các quý vị không ngộ nhận qua những lời, những cái thông tin khác nó đối với Nguyên, nó không đúng sự thật. Trong cái chuyến đi của ông Olaf, thì thủ tướng của Đức đã có những cái vai trò quan trọng để cho Nguyên lấy tấm hình. Để cho Nguyên lấy cái vài cái bức tranh tấm hình cho các quý vị, để cho các quý vị miêu tả, để cho các quý vị thấy là như thế nào. Chờ Nguyên 3 giây ha các quý vị ha. Đây. Đây là cái cuộc gặp mặt của hai ông. Ông Tập Cận Bình thì các quý vị ở Việt Nam mà đã biết rồi, thì các quý vị nhớ cái khuôn mặt của ông thủ tướng Olaf Scholz của nước Đức. Trong cái cuộc nói chuyện thì ông Olaf Scholz đã cố gắng tối đa giải thích rõ cái tình trạng cụ thể của Ukraine và Nga, và nó có thể dẫn đến cái sự bất an, bất ổn ở tại châu Âu.
Và khi bất an, bất ổn ở tại châu Âu, nó có nghĩa là ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề kinh tế, bang giao và ngoại giao. Và mục đích của ông Olaf Scholz có nghĩa là làm một cái áp lực về vấn đề kinh tế. Trong khi nói, nước Đức là cái quốc gia bang giao kinh tế rất là sâu đậm với Trung Quốc. Rất là sâu đậm. Và Đức lấy cái kinh tế bang giao của mình với cái kinh tế châu Âu nói chung 27 thành viên để trao đổi với Trung Quốc rằng Trung Quốc hãy nên giữ khoảng cách và hạn chế cung cấp giúp đỡ cho Nga. Đó là một mặt. Mặt thứ hai là muốn Trung Quốc có một cái vai trò để gánh vác cái trách nhiệm, bởi vì Trung Quốc nằm ở trong 5 quốc gia có quyền phủ quyết về vấn đề hòa bình của thế giới trong Liên Hiệp Quốc, an ninh toàn cầu. Và kêu Trung Quốc phải có một cái vai trò chính đáng, đó là cái chuyến đi mục đích chính của ông ta. Nhưng mà các quý vị nghĩ coi, nè, coi nè, coi nhìn lại cái tấm hình lại coi đi. Ông Olaf Scholz thì cái hình ảnh, động tác của ông là đang nói chuyện. Cẳng bình. Còn có ông Tập Cẳng Bình, ông phất lờ. Mày nói gì, mày nói, tao cứ đi. Nó nói vì một cái người lịch thiệp, người ta nói chuyện với mình là mình phải cặp mắt, hướng mắt của mình phải nhìn về người ta. Mình phải nhìn người ta nói chuyện. Cái này mày nói chuyện thì mày nói, mày muốn khuyên gì mày khuyên, tao cứ đi thôi. Mày thích nói cái gì mày nói. Olaf Scholz, mày thích nói cái gì mày nói. Sau khi cái cuộc gặp mặt nói chuyện xong thì báo chí của Đức đã hỏi ông Olaf Scholz về cái chuyến đi vừa qua, thì ổng cho nguyên mảng phép dịch nguyên văn như thế này. Ổng nói rằng á, Trung Quốc đã nói có một lời sau đây, nói là từ đây đến cái buổi họp đó, chúng ta còn nhiều vấn đề phải giải quyết và phải làm, vì vấn đề hồ sơ nó chưa hoàn chỉnh. Nhưng tôi vẫn ủng hộ cái buổi họp này. Đây là cái lời duy nhất của Trung Quốc nói thôi. Nguyên dịch nguyên văn luôn. Nguyên văn luôn. Không thêm không bớt một chữ. Trung Quốc chỉ có nói bao nhiêu lời đó. Nhưng mà báo chí của nhiều nơi nó thêm mắm, thêm muối, nó thêm nhiều thứ. Ông Tập Cẳng Bình, ông chỉ có nói là cái buổi họp sắp tới nó diễn biến vào ngày 15, ngày 16 Tây. Chúng ta còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Nó còn nhiều việc phải làm. Còn vấn đề mà kêu là cái buổi họp để hòa bình thì tôi cũng ủng hộ. Tất nhiên là ông ủng hộ cái buổi họp hòa bình. Chứ ổng đâu có nói ổng sẽ làm cái gì với Nga. Ổng giữ khoảng cách với Nga. Ổng không bang giao với Nga đâu. Không. Hoàn toàn ổng nói như có như không vậy đó. Không và có và không, nói cho qua loa mọi sự việc. À, tôi ủng hộ các anh buổi họp đó. Nhưng tôi thấy chắc còn nhiều việc chúng ta chưa có làm hoàn chỉnh từ đây đến đó. Chỉ như vậy thôi. Có nghĩa là đối với nguyên cái chuyến đi của ông Olaf là uổng công, mà Nguyên cũng đã biết cái kết quả là như vậy rồi. Và ngày hôm nay thì lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, người ta cũng bóp méo cái lời phát biểu. Trong cái bài phát biểu của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay, với cái tình trạng buổi họp sẽ diễn biến ra ở tại Thụy Sĩ sắp tới, thì người ta hỏi ông mong đợi cái gì. Thì Tổng thống Zelensky nói rằng là tôi tin rằng cái buổi họp này chúng ta sẽ tìm ra một cái cánh cửa sẽ hòa bình, ổn định cho đất nước chúng tôi. Và nếu Trung Quốc muốn giúp đỡ thì Trung Quốc sẽ thúc đẩy được cái cánh cửa này mở sớm hơn. Đây là lời duy nhất mà Tổng thống Zelensky đã nói, mà nguyên mạng phép cũng phiên dịch ra từng lời một. Chứ Tổng thống Zelensky chưa bao giờ nói Trung Quốc có thể đem được hòa bình hết. Ông nói là nếu Trung Quốc muốn thì Trung Quốc có thể thúc đẩy cái cánh cửa này mở lẹ hơn một chút. Là lời duy nhất mà Tổng thống Zelensky nói. Các quý vị có thể đi kiểm tra lại trong báo chí của Việt Nam họ viết cái tựa đề gì và họ đưa tin kiểu gì.
Nên là nhiều khi Nguyên đọc báo Việt Nam là Nguyên hơi sợ lắm. Nguyên hay sợ lắm, Nguyên không biết là họ dịch từ tiếng Anh hay dịch tiếng Đức qua tiếng Việt, họ dịch bằng cách gì thì Nguyên không hiểu. Nhưng mà thôi, đây là cho các vị biết là trong cái vai trò ngày hôm nay, người ta vẫn muốn kéo Trung Quốc, vì người ta biết Trung Quốc là kẻ bơm tiền, bơm máu cho Nga. Ngày nào còn có Trung Quốc thì ngày đó Nga sẽ không bao giờ đói khát. Nên lý do đó mà người ta đang muốn làm một cái áp lực đến cho Trung Quốc. Và chúng ta thừa biết cái điều đó là cái gì? Trung Quốc là kẻ đứng sau lưng. Trung Quốc không có dạy gì cho cuộc chiến tranh Trung Đông chấm dứt hết. Trung Nguyên nói Trung Quốc là người hưởng lợi 101% trong cái cuộc chiến tranh ở tại Ukraine. Thứ nhất là Nga đã gắn cái ống dẫn ga tới Trung Quốc. Nga bán dầu hỏa cho Trung Quốc với một cái giá thị trường rất là mềm mỏng. Vì Nga không còn có đối tác làm ăn, nên bắt buộc phải chơi với Trung Quốc. Thứ hai, Trung Quốc thao túng thị trường kinh tế của Nga. Bởi vì Nga chỉ còn buôn bán đơn phương duy nhất với Trung Quốc là cái quốc gia lớn. Nên Trung Quốc đã thâu mua hãng xưởng công ty, đặc biệt là những tập đoàn công ty của nước ngoài đã rời khỏi đất nước Nga. Thí dụ Nguyên nói là McDonald's nè, tập đoàn xe hơi nè, tập đoàn Boeing nè, tập đoàn Pháp nè, ui đủ thứ, tập đoàn Canon nè, hàng trăm hàng ngàn tập đoàn đã rời khỏi. Thì rời khỏi thì ai phải mua lại? Thì Trung Quốc mua lại. Trung Quốc mua lại. Có nghĩa là đất nước Nga ngày hôm nay, nền kinh tế bắt đầu đã gớt vào trong tay của Trung Quốc. Hiện bây giờ người dân Nga không còn ai đi học tiếng Anh nữa. Vì là có cơ hội đâu mà đi làm với công ty nước ngoài người Anh đâu. Nói tiếng Anh đâu. Ngày xưa là ai cũng chạy học tiếng Anh hết. Vì có thể làm những tập đoàn công ty nước ngoài. Bây giờ là học tiếng Trung hết. Ní hậu má hết. Ngọ ai nị mà nị ai ngọ hết. Trung Nguyên nói trong lịch sử là Nga là đàn anh, Trung Quốc và là đàn em. Đó. Bây giờ nó cái vai trò nó đã ngược lại. Ngày xưa chúng ta phải nhớ là Trung Quốc, Liên Xô là đàn anh, đại ca trên tất cả những khối cộng sản. Và sau đó là Trung Quốc, rồi Việt Nam, rồi Cuba, rồi đó. Đó, bây giờ cái vai trò nó ngược lại. Trung Quốc là đàn anh, Nga là đàn em. Trung Quốc đã vượt qua cái vai trò, Trung Quốc đã ngồi trên cái vị trí đàn anh của đảng Cộng sản ngày hôm nay trên cả toàn cầu của thế giới. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga đã làm cho Trung Quốc lợi rất là nhiều lợi. Không phải chỉ có lợi một mặt với Nga không, Trung Quốc còn có lợi với cái mặt của châu Âu. Vì châu Âu làm cái gì? Châu Âu phải mua chuộc Trung Quốc để kêu gọi Trung Quốc tách rời ra khỏi Nga. Bằng cách gì? Bằng cách cho Trung Quốc nhiều hợp đồng béo bở. Nên nói chung là Trung Quốc ngồi ở không, cuộc chiến hư ông đắc lợi. Hai tụi bay cứ quýnh đi, quýnh càng lâu càng tốt. Quýnh càng nhiều thì tao kiếm tiền càng nhiều. Nga phải cần mua vật liệu. Thí dụ, Mỹ mới vừa cấm vận, mà kêu là metal, có nghĩa là sắt thép, gang thép. Mỹ mới vừa cấm vận, thì Mỹ cứ cấm vận, thì Mỹ cấm vận. Trung Quốc bán. Nga không mua được ai hết. Không còn mua được nước nào hết thì mua Trung Quốc. Trung Quốc lợi. Thì tại sao Nguyên nói đó, cái người có lợi không bao giờ có cái trái tim muốn có cuộc hòa bình hết, và ngược lại chỉ muốn tiếp tục đổ dầu vào lửa. Nên ai mà còn ngồi đó mơ mộng Trung Quốc, vai trò hòa bình của thế giới, thì Nguyên nói thì mấy ông đó còn ngây thơ quá, còn ngây thơ và còn trẻ con quá. Đó là bản tin liên quan đến Nguyên thấy bản tin ngày hôm nay, cái vấn đề của Trung Quốc gánh vác một cái vai trò hòa bình được loan tả ra từ báo của phương Tây đến báo của Á Châu, mà Nguyên mạn phép để phiên dịch lại. Nguyên thấy nhiều báo nó đưa không đúng cái bản tin chính gốc, nó có đặt cái tựa đề hay là nó có thêm mắm thêm muối vào một chút xíu để cho các quý vị hiểu rõ được bản tin. Nó rất là đơn giản mà thôi. Trung Quốc cũng nói qua loa trong Olaf. Và Tổng thống Zelensky cũng chỉ nói là nếu Trung Quốc có thể thúc đẩy được một chút xíu cái cánh cửa hòa bình mà thôi. Chứ không khẳng định là Trung Quốc
làm cái gì cả trong cái vai trò này. Và bây giờ Châu Nguyên cập nhật một bản tin vui nho nhỏ cho Uy Khanh, rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục qua những bản tin khác. Cộng hòa Czech đã công bố cái vừa qua cái biện pháp mà tìm đạn dược. Thì các quý vị cũng biết đó là Czech họ có họ cho rằng là họ có 800.000 viên đạn, và tất nhiên là họ không có cho Ukraine, và họ kêu gọi ai muốn mua đó thì mua, thì họ sẽ bán rồi họ sẽ gửi cho Ukraine. Hiện bây giờ đã có 20 quốc gia đã tham gia trong cái lời kêu gọi này, và tổng cộng là 500.000 viên đạn đã được mua, 500.000 viên đạn được mua với cái giá trị là 1.2 tỷ các quý vị. Và có nghĩa là đã có 20 quốc gia đã gom tiền và đã mua ở tại đất nước Cộng hòa Séc. Và Cộng hòa Séc sẽ gửi cho Ukraine, nhưng mà tới tháng 6 cái đơn hàng đầu tiên mới gửi đến. Tháng 6 thì Cộng hòa Séc mới gửi cái lô hàng đầu tiên mà 500.000 viên đạn 20 quốc gia đã tham gia vào trong cái dự kiện là mua đạn dược ngoài Liên minh châu Âu, vì có những quốc gia ngoài Liên minh châu Âu mua đạn dược từ ngoài Liên minh châu Âu gửi cho Ukraine. Hiện bây giờ là có 500.000 viên đạn, vui quá đúng không? Nhưng mà chờ đến tháng 6 lận, và từ đây Ukraine phải cầm cự đến tháng 6, làm sao nổi. Ngày hôm nay mới có ngày mười mấy bảy tay à, 17 tây tháng 4 à. Ukraine bây giờ cứ cầm cự một tháng mấy nữa khó lắm nếu mà không có đạn dược. Một tháng mấy nữa Ukraine nếu mà không có được một sự yểm trợ nào mà khẩn cấp, không có một sự giúp đỡ nào đó, thì chắc chắn 1-2 tỉnh thành của Ukraine sẽ bị thất thủ. Và cái điều đó chúng ta biết đây là cái sự nỗ lực của 20 quốc gia, trong đó nó có nè, Canada có nè, Ba Lan có nè, Anh Quốc có nè, Pháp nè, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, ôi nhiều lắm. Trung Nguyên mạng phép nêu không hết 20 quốc gia đã bỏ ít hay nhiều cái số tiền để mua đạn dược từ Cộng hòa Czech để gửi cho phía bên Ukraine. Và phía bên Cộng hòa Czech họ nói rằng là theo cái đà này thì tôi nghĩ là Liên minh châu Âu có thể bỏ thêm một số tiền nữa và mua thêm một triệu viên đạn nữa cho năm tới được. Ông nói chúng tôi sẽ sản xuất, ai mua nữa tôi nghĩ là chúng tôi sẽ bán. Nếu cái đà này có thể mua một triệu viên nữa chúng tôi sẽ sản xuất và chúng tôi sẽ bán. Thì Cộng hòa Séc thấy làm ăn ok, thấy là ngon lành cành đào nên là muốn bán tiếp tục, hỏi ai muốn mua không, chúng tôi còn một mớ và chúng tôi sản xuất nữa, năm tới chúng tôi chắc đừng chịu điên đạn đó, đã muốn mua không mà tôi bán luôn. Nói chung là trong cái cuộc chiến tranh thì cũng có người có lợi nhuận các quý vị, cuộc đời mà có người có lợi nhuận về trong vấn đề bán đạn dược và vũ khí, và cái điều đó là chúng ta thấy rất là rõ, mà không riêng biệt vì Cộng hòa Séc đâu, nhiều quốc gia khác trong đó Hoa Kỳ cũng có lợi, mà Hoa Kỳ cũng có lợi. Từ lúc mà cuộc chiến tranh giao tranh giữa Ukraine và Nga thì vũ khí của Hoa Kỳ đã được phơi bày phổ biến một cách rộng rãi và đã nhìn thấy được cái khả năng vũ khí của Mỹ, và từ đó thì vũ khí của Mỹ đã được người ta đặt hàng, trời ơi đặt hàng quá trời luôn, tới mức độ mà bây giờ những cái đơn đặt hàng về máy bay, về hệ thống Patriot, về hệ thống HIMARS mà Mỹ không cách nào nhận, dám nhận đơn hàng nữa hết, vì không thể nào cung cấp cho người ta kịp thời gian. Và bây giờ Pháp cũng có lợi nữa, Pháp đã trở thành cái quốc gia thứ hai bán vũ khí trên cả toàn cầu, phải nhắc tới ông Pháp nữa. Nhờ đó Pháp đã bán rất là nhiều cái hệ thống pháo đài của Pháp, rất là nhiều. Nhờ đó Pháp đã được trở thành cái quốc gia thứ hai vượt qua khỏi Nga về vấn đề buôn bán vũ khí trên cả toàn cầu. Và bây giờ một bản tin khác Nguyên muốn cập nhật chia sẻ cùng các cô chú và anh chị em. Sắp tới đây thì người ta sẽ tổ chức một cái ngày tưởng niệm 80 năm mà Hoa Kỳ đã đổ bộ ở tại bờ biển Manche, ở tại đất nước Pháp, và đã giải cứu Liên minh châu Âu, nói chung là châu Âu thời điểm đó, trong vào đệ nhị thế chiến. Đây là một cái ngày lễ rất là lớn,
Cứ mỗi năm như vậy đó thì những cái quốc gia đã tham chiến vào thời điểm đệ nhị thế chiến, những bị cựu chiến binh thường xuyên là bay đến đất nước Pháp, đến ngay trang cái bờ biển Le Mans để tưởng niệm lại cái cuộc đổ bộ lực lượng của Hoa Kỳ và Canada. Chúng mình phải nhắc kỹ là ít có ai nhớ là trong cái cuộc chiến tranh này, Canada đệ nhị thế chiến, Canada đóng góp một vai trò rất là lớn, mà trong lịch sử hình như người ta đã quên lãng Canada và người ta chỉ có nhớ Mỹ thôi. Tội nghiệp mấy ông Canada thiệt. Đệ nhị thế chiến người ta hỏi châu Âu được giải cứu, người ta chỉ có nhớ Mỹ thôi, nhưng người ta đâu có biết là trong đó có biết bao nhiêu binh sĩ Canada, nhưng mà không ai nhắc hết. Không ai nhắc hết các thứ vậy, toàn là nhắc đến công lao của mấy ông Mỹ không. Tội nghiệp mấy ông Canada. Thì lúc ông Canada với Mỹ là cùng một lượt rồi đổ bộ ở tại biển Le Mans, và lúc đó là lực lượng phòng thủ của Đức thời đệ nhị thế chiến nó rất là kiên cố ở đó, và đã bộ thành công đánh bẻ cái phòng thủ của Đức từ bờ biển đi vô. Thì đây là cái sinh nhật 80 năm và người ta tưởng niệm. Thường mỗi năm như vậy thì người ta sẽ mời tất cả những nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến dự, những người đã đóng góp cho cái cuộc chiến tranh đệ nhị thế chiến và đã đem lại hòa bình đến ngày hôm nay. Thì thường xuyên thì Putin cũng được mời. Chỉ đợt này là Putin bị loại trừ. Bị loại trừ. Nhưng mà người ta vẫn cho đại diện của Nga đến. Người ta vẫn cho lực lượng đại diện của Nga tượng trưng đến. Nhưng Putin thì không được. Xin lỗi, Putin không có được quang minh. Nên là vẫn cho Nga đến nhưng mà Putin thì lại không được hoan nghênh, cô chú và anh chị em. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ được là từ ngày giây phút, nhiều giây phút nay, Nga đã bắt đầu, Putin đã không còn có bất cứ một ảnh hưởng trong tất cả những tổ chức gì. Từ tổ chức lớn đến tổ chức nhỏ trên cả thế giới, Putin đã bị đẩy lùi ra tất cả những buổi họp lớn và cuộc chơi. Cũng giống như cái buổi họp ở tại Thụy Sĩ, 100 quốc gia nhưng không có Putin, cũng không có đại diện của Nga luôn. Cái này thì vẫn cho đại diện của Nga, vì đệ nhị thế chiến Nga cũng đã thắng cuộc chiến với Đức, không thể nào loại trừ Nga ra khỏi được. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề chúng ta biết là cũng là một cái sự quê độ. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật của bản tin nho nhỏ của bà con cô bác anh chị em ở Đan Mạch đang theo dõi chương trình. Bữa nay Đan Mạch của Nguyên đã lên tiếng yểm trợ cho Ukraine với một con số tiền là 313 triệu đô la. Con số tiền này là giúp đỡ Ukraine về vấn đề mua máy bay không người lái và đặc biệt là những vật liệu để hải quân của Ukraine sử dụng. Thì đây là thêm một cái số tiền bổ sung Đan Mạch đã cho rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Có thể Đan Mạch là một quốc gia rất là nhỏ, trong nguyên nhắc là Đan Mạch chỉ có 6 triệu dân. 6 triệu dân. Một cái quốc gia không có mạnh về khí tài quân sự, hoàn toàn không có mạnh, họ cũng không chú tâm. Và cái cuộc chiến Ukraine và Nga đã dẫn đến cái lập trường chính trị của Đan Mạch thay đổi rất là nhiều. Chính phủ của Đan Mạch đã yểm trợ cho Ukraine rất là mạnh mẽ, nhỏ nhưng là có võ. Trong nguyên nhắc là Đan Mạch là trong những quốc gia đóng góp nhiều nhất F-16. F-16 đóng góp nhiều nhất F-16 cho Ukraine. Đan Mạch còn sang nữa. Hàng mà Đan Mạch mua từ Pháp, đặc biệt là cả Canon César của Pháp đó. Những cái lô hàng đó khi Pháp gửi cho Đan Mạch, Đan Mạch đã chuyển trực tặng cho Ukraine luôn. Hàng mới ra lò luôn. Pháp chuyển qua cho Đan Mạch, Đan Mạch chưa khui hộp, chuyển tặng cho Ukraine luôn. Và Đan Mạch do so với dân số, so với cái GDP là một sự đóng góp rất là lớn. Cho Nguyên nói là chúng ta đóng góp, chúng ta phải nhớ là không phải là số tiền lớn là người đó cho nhiều đâu. Chúng ta phải tính là trong túi tiền người ta có bao nhiêu. Thí dụ một nhà tỷ phú trong công ổng có 1 tỷ mà ổng cho các quý vị 1 triệu thì các quý vị nó quá nhiều. Ui, tôi được 1 triệu, an sinh được 1 triệu. Cái người kia cho các quý vị chỉ có 500k thôi, nhưng mà trong túi của họ chỉ có 600k thì sao? Nên là nhiều khi chúng ta phải nói là phải coi cái GDP, dân số, khả năng kinh tế của đất nước và số tiền người ta đóng góp, chúng ta mới đánh giá là người ta cho nhiều hay cho ít. Các quý vị ha, chứ không phải là chỉ con thấy con số tiền nhiều
là cho ông đó ông giàu quá, ông cho nhiều quá, ông sang quá, mà chưa chắc. Chưa chắc. Nên là những cái quốc gia nhỏ, Nguyên nói là có rất là những quốc gia nhỏ, Nguyên nước là để giống như là Litva nè, Estonia là họ có 1 triệu mấy dân à. Cái nền kinh tế của họ 1 triệu mấy dân, chính phủ không có nhiều tiền thuế được, mà tiền đâu mà có thể giúp đỡ. Mà những quốc gia như vậy họ đã giúp đỡ Ukraine rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Họ phải buộc bục, họ phải năn nỉ người dân và kêu gọi sự đóng góp của nhân dân mới được những số tiền đó để mà giúp đỡ Ukraine trong những năm tháng vừa qua các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến Đan Mạch và bản tin liên quan đến Canada. Một bản tin vui cũng đến Canada. Canada hiện giờ bản tin này chưa được xác thực nhé. Chưa được xác thực. Cho Nguyên nói là chưa có được xác thực. Là theo Canada đã chi ra thêm 1 tỷ mấy nữa. Canada đã chi theo thêm 1 tỷ mốt tiền đô la cho Ukraine. Nhưng mà bản tin này chưa được xác thực, chưa được chứng thực qua chính phủ của Canada. Nghe gò rỉ là Quốc hội Canada đang chuẩn bị chi ra cho Ukraine 1 tỷ mốt tiền đô la nha. Nguyên đã chuyển qua tiền đô la 1 tỷ mốt cho Ukraine vào năm 2024. Thì Nguyên không biết là bản tin này nó sẽ chừng nào nó được xác thực, nhưng mà theo nguồn tin là nó có bản tin này là thật đó. Nhưng mà chính phủ Canada chưa có thừa nhận điều đó. Mấy ngày gần đây thì sau cái sự khó khăn của Ukraine, và Tổng thống Zelensky đã lên tiếng rất là dữ dội vì cái gói trợ cấp của Mỹ đang chậm trễ, Mỹ đang chuẩn bị bỏ phiếu. Kết quả như thế nào thì Nguyên không rõ lắm. Và cái sự chậm trễ của Mỹ nó đã dẫn đến cái sự hao hụt trên chiến trường và làm cho nhiều quốc gia khác họ cũng mũi lòng và muốn yểm trợ Ukraine, nên ai cũng hy sinh ra một chút. Nên mấy ngày hôm nay các quý vị đã nhận được qua bản tin của Nguyên là giống như là Hòa Lan cho thêm, nước này cho thêm, Đức cho thêm, Pháp cho thêm. Vì cái thêm này á, là cái cầm chân các quý vị. Cái cầm chân. Chờ cái gói trợ cấp của Mỹ. Cái cầm chân thôi. Nhưng mà không có Mỹ cũng không được. Ngày hôm nay Tổng thống Zelensky đã nói cái gì? Ông ta nói không có sự viện trợ của Mỹ, chúng ta sẽ bại trận. Và cái lời nói đó là thật, không có cái gì gian dối hết. Vì không có quốc gia nào có nhiều hệ thống Patriot, không có quốc gia nào có nhiều hệ thống NASAM, không có quốc gia nào có nhiều cái vũ khí mà Ukraine cần hết. Không có sự giúp đỡ của Mỹ, nó sẽ không đem lại cuộc thắng lợi cho Ukraine. Và Ukraine sẽ hứng chịu sự thất bại. Tất nhiên Ukraine sẽ không mất hết tất cả lãnh thổ, nhưng Ukraine sẽ mất nhiều tỉnh thành hơn nữa. Ukraine không thể mất hết lãnh thổ, nhưng Ukraine có thể mất 1-2 tỉnh thành. Bởi vì sự chậm trễ của Hoa Kỳ. Và cái điều đó Tổng thống Zelensky nói không có cái gì sai. Theo cái đánh giá của Nguyên, Mỹ gánh vác một vai trò rất là lớn. Không được sự ủng hộ của Mỹ sẽ dẫn đến cái sự thất bại của Ukraine vào nhiều tỉnh thành. Và cái điều đó thì chúng ta mong đợi cái bỏ phiếu. Tuy rằng cái bỏ phiếu nó cảm nhận được theo lời phát biểu của nhiều người thì là cái bỏ phiếu nó đã thỏa thuận rồi. Giống như ông Jack Sommer đó, Nguyên đưa tin rất là sớm luôn. Ông Jack Sommer, ông rò rỉ ở bên ngoài một chút xíu thông tin đó là Nguyên lấy liền, Nguyên chụp liền, Nguyên chia sẻ với các vị liền. Thì theo ông nói là thỏa thuận đã xong, nhưng mà chưa có bỏ phiếu thì 30 chưa phải là Tết. Ngày nào lá phiếu vẫn chưa xác định thì ngày đó cũng chưa biết là Ukraine có nhận được tiền hay không. Trong tuần này là bỏ phiếu, thì trong tuần này thì không biết là cái giai đoạn ngày nào, Nguyên không rõ nha, không biết là cái ngày nào. Có thể là ngày mai, ngày mốt gì đó mấy ổng thỏa thuận, mấy ổng làm cái hồ sơ hoàn chỉnh, cái ổng trình bày lên cái ổng bỏ phiếu. Nhưng mà cái điều đó chúng ta biết là có thể có tin vui cho Ukraine thôi, nhưng mà nó có khẳng định hay không thì không rõ. Từ đây tới đó chưa biết chuyện gì xảy ra. 1-2 ngày nữa nó nhiều chuyện xảy ra lắm. Với đất nước Mỹ ngày hôm nay khó thể nào chúng ta đoán được trước, với cái tình trạng chính trị của Mỹ nó đang hỗn loạn về vấn liên quan đến vấn đề bầu cử, liên quan đến về pháp lý của bác Trump, liên quan đến tình hình Trung Đông, nó nhiều vấn đề lắm các vị. Nói chung là nó nhiều cái yếu tố và nó dẫn đến cái sự chậm trễ giúp đỡ cho Ukraine. Nên là chúng ta phải thêm xem xét, theo dõi rất là kỹ coi cái tình trạng nó như thế nào trong từ đây đến cuối tuần,
từ đây đến cuối tuần, và mong là có tin vui cho Uy Khanh từ đây đến cuối tuần mà Nguyên có thể cập nhật cho các quý vị chính xác là 60 tỷ Mỹ Kim Uy Khanh sẽ được nhận ngay lập tức. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề cái gói trợ cấp của Mỹ mà cũng đang nhiều người phân vân. Và bây giờ một bản tin khá vui đây. Theo một nguồn tin cho biết, một chiếc trực thăng MiG-8 của Nga, loại trực thăng mà vận chuyển binh sĩ, đã bị chính Nga bắn rơi. Đó. lý do mà cỡ này Nga đang rất là bị căng thẳng, và những căn cứ không quân của Nga đang ở bị tầm nhắm của Ukraine, nên họ được ban lệnh là không cần biết lực lượng nào, kẻ thù hay là đồng minh mà bay trong khu vực thì cứ bắn đi tính sao. Thà bắn lầm chứ không bỏ sót. Nên họ đã quyết định đưa ra cái chiến lược để không bị tấn công một cách đột ngột vào căn cứ không quân. Nên là một chiếc thăng MiG-8 của Nga vận chuyển binh sĩ đã nổ tung trên bầu trời gần căn cứ không quân của Nga. Chính Nga là người tự bắn nó. Đó, hay không? Thì đây không phải cái vấn đề là thường xuyên xảy ra thời gian gần đây. Rất là thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là hiện bây giờ đó, căng thẳng với binh sĩ, với cuộc tấn công và sự thất bại quá nhiều, nên là những căn cứ không quân của Nga đó đang ở trong một cái giai đoạn báo động, và họ đã có cấm bay rồi, họ có cho là cái khu vực cấm bay. Nên là bây giờ họ ban lệnh là mà tôi không cần biết, bây giờ đã kêu là cấm bay là tụi bay không được quyền bay rồi, đúng không? Tụi bay từ tỉnh khác, tụi bay mua bay qua là tao không có biết. Nên là bây giờ họ ra lệnh là cứ bắn đi. Nếu mà lỡ, nếu là kẻ địch thì sao? Đó, làm thiệt hại của mình, bị khiển trách của mình, bị cắt chức thì sao? Nên là cứ thà bắn lầm chứ đừng bỏ sót. Đó, cứ thà bắn lầm chứ đừng bỏ sót. Nên là đây theo cái tình trạng căng thẳng trong lực lượng quân đội, với cái sự phối hợp của Nga nó không có nhịp nhàng. Vì tại sao phối hợp nó không nhịp nhàng? Vì A-50 còn bao nhiêu nữa đâu? Hình như nó không còn hay gì đó. Vì phải có A-50 máy bay truyền đạt thông tin đưa quyết định, loại máy bay đó Nga còn ở đâu, Nga còn có bao nhiêu chiếc nữa đâu, thì đâu có đủ khả năng phối hợp. Nga đã tìm những biện pháp khác để mà thay thế, nhưng mà cũng làm sao kịp được. Cái thông tin truyền đạt và những cái sự việc đó, chỉ cần sơ hở một chút xíu thôi là sự quyết đoán nó sai lầm. Bây giờ biết cái bay máy bay có một cái mục tiêu nó bay hướng mình đó, mà không biết là nó là kẻ địch hay là đồng minh, cái thời gian mà liên lạc để làm sao kiểm chứng được, nếu là kẻ địch là nó lao đến mình rồi, nếu là kẻ địch là nó lao đến mình rồi, nên là chỉ có quyết định trong vòng có 1-2 giây à. Nếu mà không có A-50 là chỉ có quyết định trong vòng có 1-2 giây thôi. Thì các quý vị đã biết trong cái hệ thống HADA là có cái mục tiêu nó đến, mà các quý vị không thể phân biệt được là đây là địch hay là đồng minh khi các quý vị chưa truyền đạt được thông tin. Mà nếu các quý vị chờ bên kia người ta trả lời, thì nếu là kẻ địch là có thể tấn công mình rồi. Nên là các quý vị chọn như thế nào? Nên là chọn bắn. Chọn bắn. Đó là bởi vì thiếu hệ thống truyền tin và thiếu máy bay A-50. Nó đã dẫn đến nhiều sự sai lầm trên không phận của Nga. Nó rất là nhiều các quý vị. Nó rất là nhiều. Vì cái thông đạt thông tin giữa quân sự và quân sự nó không được lè. Vì thiếu cái cầu nối. Nên là cái điều đó đã dẫn đến cái sự việc mà trong tương lai Nga còn sẽ phạm sai lầm rất là nhiều, tự bắn máy bay của mình trong những ngày kế tiếp sẽ còn nhiều hơn nữa. Còn F-61 không thấy bóng dáng đâu á các bác. Nguyên là mệt với cái đồ á, Nguyên mệt mấy cái ông Anh Quốc đồ. Anh Quốc đã công bố là huấn luyện nhóm đầu tiên 20 mấy người xong rồi đó. Nhóm phi công trẻ tài ba, đồ sức khỏe tốt, rồi có kinh nghiệm rồi đó. Mấy thằng có kinh nghiệm rồi đó nghe. Lái máy bay 61 là có kinh nghiệm rồi đó. Đậu ra bằng cấp rồi. Chúc mừng bạn có bằng cấp lái máy bay F-61. Đó. Được phi công rồi đó, được bằng cấp phi công rồi đó. Đúng ra là phải có được máy bay rồi chứ. Mà không thấy máy bay đâu hết á. Không biết mấy phi công nó làm gì luôn. Không lẽ nó đi huấn luyện cái đất sao?
không lẽ đi chạy nó huấn luyện cái tấp sao, rồi chừng nào nó huấn luyện bao nhiêu tháng mới xong. Nguyên không có biết, đúng ra là 20 cái này là có 20 chiếc về rồi, ít ra là có 20 chiếc ôm 20-61 về rồi đó, ôm 20-61 về rồi, đâu có ôm nữa nào. Tới bây giờ vẫn chưa thấy một cái bóng dáng máy bay F-61 nào hết. Có là Nguyên đã cập nhật cho các đơn vị đầu tiên rồi, Nguyên chưa thấy bất cứ gì hết. Và theo người ta nói là bởi vì kỹ thuật, bởi vì cái này, bởi vì cái kia, bởi vì cái nọ, Nguyên chẳng có biết chừng nào nó về hết. Các quý vị đừng có lo, các quý vị rất là khoái cái điều đó. Đó. Các quý vị là khoái lái máy bay lắm. Đó. Thì để 61 nó về rồi, Nguyên sẽ chia sẻ với các quý vị. Các quý vị đừng có vội, đừng có thúc đẩy. Nguyên ơi, 61 đâu rồi Nguyên ơi, nhé. Các quý vị thích hàng 6 thì từ từ nó cũng đến thôi, từ từ nó cháo nó cũng nhừ thôi. Các quý vị chớ vội vã như thế. Đó, đàn ông không được vội, nhé. Đàn ông chúng ta là phải từ từ. Các bác cứ vội vã kiểu này sao được? Không được, không được, không được, không được. Từ từ, từ từ. Từ từ 61 nó đến, Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị luôn nha. Chúng Nguyên tạm ngừng chương trình ở đây. Chúng ta sẽ ngừng cái chương trình Uyên Khanh và Nga và chúng ta sẽ hẹn lại gặp nhau trong 5 phút sau nhé. 5 phút sau Nguyên đổi cái áo thôi, Nguyên đổi cái áo cho nó có cái màu sắc khác của chương trình. Rồi chúng ta sẽ nói về cái bản tin Do Thái và Iran và bản tin của quốc tế. Iran khoe bắp thịt như thế nào để cho các quý vị biết Iran dữ dần như thế nào, Iran mạnh khỏe như thế nào, Việt Nam mình cũng khoe bắp thịt như thế nào cho các quý vị biết luôn, ghê lắm. Đó, bữa nay quá trùng khớp, bên kia khoe bắp thịt, Việt Nam mình cũng gầm bắp thịt lên, Việt Nam mình cũng gầm bắp thịt nữa, Việt Nam mình cũng khoe lực lượng quân đội nữa. Đó, bên kia thì Iran họ khoe lực lượng quân đội để cho Do Thái thấy, ê anh mày mạnh đó, đừng có đụng. Việt Nam mình không biết khoe với ai, Việt Nam mình cũng đang khoe bắp thịt nữa. Đó, đó là hiện bây giờ để coi bắp thịt bên nào cứng mạnh đô con các vị ha. Bên nào cứng mạnh đô con, giữa Việt Nam và Iran bên nào mạnh hơn ha. 5 phút sau chúng ta gặp lại trong cái kênh CND Trần Quốc Việt với bản tin của quốc tế. Tất nhiên bản tin chính là bản tin Do Thái và Iran, và các quý vị mong đợi những bản tin nóng nhất, hot nhất mà Nguyên mới vừa nhận được. Chút nữa chúng ta gặp lại sau, 5 phút sau nhé.